Cửa hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Tiếp theo cửa hàng 01 Trà Tân Đức Linh Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Cái cửa hàng bên em lên cho mọi người tham khảo 10 con máy cưa Nhật nhé. Máy cưa tay cụt tay dài, nòng đứng. Hãng thì bao gồm như dòng Tanaka, Komatsu, Hitachi, Shinowei. Thì trong video này thì bên em sẽ có test nổ báo giá cụ thể luôn. Khách hàng nào mà có nhu cầu mua con nào thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 hàng nhá. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo. Khách hàng muốn tham khảo máy qua Zalo mình em nhắn tin qua bên em sẽ gửi video qua cho nhé. Rồi, thế là còn mã thì trong lô này thì em ghi là mã O nhé, O1 này, đến 10, từ 1 đến 10. Ví dụ như con này là O1 1,8 triệu này, có ghi giá đầy đủ hết này. Thông số máy thì đây. Con này thì 30cc, nặng 3,6 cân. Tổng chiều dài của lam là 35, phần cắt là còn 30. Xích sử dụng là xích 25. Con này thì đời cao sử dụng hai ốc xích lam lớn này. Đổ bao bốc luôn nhé. Tanaka PMS 290 nha mọi người. Đó, mã ghi em ghi là O1 nhé. Con tay của Nhật Bản, máy đẹp, nguyên zin, accessory, ngoại hình máy, mặt trước, nặng 3,6 cân nha, thích hợp cho tất cả khách hàng mua về mình sử dụng trong gia đình, dọn lấy dọn vườn, leo cây cắt căng, mà muốn mua một con máy Nhật, nếu mà thay vì mọi người đi mua máy Trung Quốc tầm chừng mấy 2 triệu thì mình đầu tư con máy Nhật này xài cho sướng, phụ tùng thay thế thì rất là nhiều luôn nhé, khách hàng mua gì hầu như cũng có hết, rồi. Tiếp theo đến con O2. O2 thì một con Komatsu, đời cao hơn, dưới nằm dưới. Con này thì đặc biệt của nó là lam điêu khắc. Lam 30, phần cắt còn 25. Con này thì nhẹ hơn nhé, 3,2 cân thôi. Dưới nằm dưới thì đỡ bụi hơn. E gió này, rác này, bơ phụ này. Nhỏ gọn nhẹ nhàng, Komatsu R2250 này. Nhỏ gọn nhé, Nhật Bản đời mới. Con này là một con tay cụt đời cao hơn và đặc biệt là lam điêu khắc. Con này thì O2 thì bên em bán là 2,2 triệu nhá. Có bơm phụ, e gió, cho tự động đầy đủ hết cho mọi người. Máy rất đẹp luôn. Hàng Nhật Bản khỏi suy nghĩ, phụ tùng thay thế, mua đồ gì cũng có luôn mọi người, yên tâm nhé. O2, 2,2 triệu bao ship. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nha. Rồi tiếp theo là con O3. Con O3 này là con Tanaka này. Con này cũng đời mới, nhiều chức năng nhưng mà con này thì lại nặng hơn con O2. Đấy, con này là 3,6 cân luôn nhé. Đấy, cũng có giật trợ lực luôn này. Trợ lực. Con này là con Tanaka PMS 330S này, 330S. 33cc nòng 37 ly, lam dài hơn, con này mạnh hơn nên lam dài hơn nha. Lam này lam tổng chiều dài là 42, phần cắt là còn 35, xích sử dụng là xích chung 91 nha. Xích cũng nhỉnh hơn chút, tăng xích ở lam luôn này. Cũng có giật trợ lực. Bơm phụ này. Bình đựng xăng, e gió đây. Còn bình này đựng nước thải 4,5 xích nha. O3. Con này cũng 2 triệu nha mọi người. Tanaka PMS 330S O3, con này bên em bán 2 triệu bao ship. Rồi, khách hàng nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhá. Những cái máy này thì là máy Nhật. Em đã về em đã cho nổ hết rồi nên mọi người yên tâm. Này thì em rảnh thì em quay video em test cho mọi người tham khảo luôn, chứ bình thường em mua lên lô em ít test. Rồi những con này thì mọi người yên tâm. Hàng khi trước kia em quảng cáo là đã được trình nổ. Cho nổ ngon lành hết rồi. Nhận hàng kiểm tra hàng mình có được quyền test nổ nhá. Đối với khách hàng mới mình chưa dùng máy cưa thì mình không rành thì mình có thể liên hệ qua cho bên em. Liên hệ qua cho bên em thì bên em sẽ hướng dẫn. Còn con này đây bình đựng xăng này, còn bình đựng nhất thải này, e gió đây. Mình cứ giật trước cái hai cái, nếu máy nó nổ là dùng luôn, còn nếu nó không nổ thì mình kéo e gió để cho lên xăng. Rất là đơn giản, rất là dễ dùng.
giá 1,6 triệu này. À, con này thì đời trước. Con này là hãng của Makita nha mọi người. Lam thì bên em ráp lam Metro, lam 35 phần cắt hòn 30, xích sử dụng là xích 25 nhé. Hai ốc tiết lan. Vỏ nhôm nha mọi người. Con này là Makita EA2835 này. Rồi, con O4 này thì bên em bán giá 1,6 triệu thôi nhé. Khách hàng muốn giá rẻ mà ngon máy Nhật thì mua này. À, có 1,6 triệu thôi nhé. Hàng Nhật 100% này, mình yên tâm nhé. O4 nặng thì cũng khoảng 4 cân, mấy em đây dài thì nặng khoảng 4 cân 4 cân 2 nha mọi người. Rồi tiếp theo đến con O5. O5 thì tay dài đời cao này. Đó, con này thì vỏ nhựa thì nhẹ hơn này. Con này là hãng Komatsu nhá. Komatsu R300 AV. Đó. Lam thì lam dài 42, lam Arujama dài 42. Phần cắt là còn 35, xích sử dụng là xích 25, xích chuột đấy. Đó. Cũng sử dụng bình đựng xăng bên trên, nghe gió trên luôn. Còn bình đựng cái thải bên dưới nhá. 30cc, nặng 4 cân mọi người. Xăng nó hơi hết rồi, gần hết rồi nên nó thống ra một chút. Đó. Nhân hàng kiểm cái hàng test nổ thoải mái mà yên tâm về sử dụng nhé. Con này thì những con này có hầu như là xích bãi, về dô bé mới dùng được nha mọi người. Đó. Cái hàng đổi xích mới thì thêm 100 ngàn. Con này bên em bán là O5 này, bên em bán 1,9 triệu bao ship này. Đó. Rồi tiếp theo con O6. Con O6 con Hitachi 2 triệu. Con này con Hitachi CS35EB này, nòng 37 lít, 33,4cc. Lam dài 42, phần cắt là còn 35 nhé. Máy này 2 ốc xích lam. Máy nguyên zin bao đẹp luôn. Hitachi của Nhật Bản nhá. Con này xài cực ngon luôn đấy. Giá 2 triệu O6. Hitachi CS35EB nhé. Con này thì bên em bán giá là 2 triệu O6. Rồi tiếp theo đến con O7. O7 thì cũng giống con O6 thôi, nhưng con này là của Tanaka nha mọi người. Con này Tanaka 3352 nhé. O7 2 triệu. Lam vậy luôn. Lam này lam 42, phần cắt còn 35. Xích thì xích 25. Tanaka ECS 3352 nhé. Con O7 bên em bán 2 triệu bao ship đây. Các bạn nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871 số nhé. Rồi tiếp theo đến nòng đứng này, ba con nuôi nòng đứng. Đó, con O8, O9, O10. Con O8 là con xin nuôi 360 này. O8, O9 đều là xin nuôi 360 hết nhé. Đều nòng 40 ly luôn. Rồi cái con này thì ngoại hình nó không được đẹp lắm. Tem nó mất tem rồi. Đó. Con này thì bên em bán với giá 2 triệu 6 nhé. Con lam Latin luôn nhé, lam trượt xin nuôi 40, phần cắt là 35 đấy. Con này thì O8 bên em bán 2 triệu 6 này. Đó. Rồi đến con O9 này. Con O9 thì cũng vậy luôn nhé. Nhưng mà con này thì máy VIP 2 triệu 8. Bao đẹp luôn. Đó. Chất luôn nhé. Con này bên em bán 2 triệu 8. Con này lam dài hơn nhé. Lam này lam 50, phần cắt 40, xích xích 91 nhé. Đó, con này thì xài xích chuột thôi. Còn con này là xích lớn hơn một chút, là xích 91. Thank you.
mấy con nào 40 ly, kể cả con này vậy, hiện tại đang làm 40 nhưng mình có thể ráp làm 50 được nha mọi người. Làm 50 là mình trừ ra phần cắt ra chỉ còn 40 thôi nhá. Rồi. Rồi tiếp theo con cuối cùng là con O10 này. O10 con này thì bên em bán 3 triệu. Này. Đó, con này cũng là vậy thôi, lam hiện tại em đang ráp lam 40. Khách hàng có nhu cầu muốn xài lam dài hơn là lam 50, phần cắt là còn 40 thì bên em đổi cho nhé. Hỗ trợ đổi miễn phí, không phải thêm tiền nhé. Xin lỗi 394. Nó tới 39cc. Còn hai con này thì 40 ly nhưng 36cc nhé. Dên nó ngắn hơn, tua chậm hơn chút. Đó. Con O10 bên em bán 3 triệu này. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 này nhé. Bên em có ship hàng toàn quốc, bao ship tận nhà nhé. Khách hàng nhận hàng kiểm tra hàng, tép nổ thoải mái là thanh toán nha mọi người.